cho các bạn trên tay mình đang là cái điện thoại Honor 7X. Thì Honor 7X là một cái điện thoại rất là giống với lại cái Huawei Nova AI. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái sự khác biệt rất là lớn để phân biệt với lại cái đối thủ đồng hương đến từ cùng một mẹ. Người ta vẫn có câu là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Và rõ ràng là Honor lẫn Huawei đều không muốn hai sản phẩm của họ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Mặc dù cái máy này có giá 5,5 triệu, tức là thấp hơn cái Nova AI khoảng 500 ngàn, nhưng mà nó cũng được cắt giảm một số tính năng cho phù hợp hơn. Nhìn chung đối với cá nhân mình thì Honor 7X vẫn là một cái điện thoại rất là tốt, rất là xuất sắc. Tuy nhiên đặt lên bàn cân để so sánh thì rõ ràng là mình thích cái máy đàn em của cái sản phẩm này hơn, tức là cái Honor Nightlight. Như 7X vẫn là một cái sản phẩm cực kỳ phù hợp với bạn nào muốn pin trâu hơn, muốn màn hình lớn hơn, muốn hiệu năng tốt hơn với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn phân tích về cái sản phẩm này. Honor 7X là một cái điện thoại trung cấp nhưng mà nó vẫn có cái khung thiết kế bên ngoài kim loại. Sản phẩm này có thiết kế khá là tương đồng với lấy những điện thoại khác trong cùng phân khúc. Nó sử dụng vỏ kim loại, nó có hai camera, có màn hình theo tỷ lệ 18:9 đang dần phổ biến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhìn chung thiết kế của Honor 7X là một cái thiết kế khá là trung tính, không có gì thật sự nổi bật, nó không quá trẻ trung nhưng mà nó đầm và phù hợp với rất là nhiều người. Cá nhân mình thì vẫn mong muốn là cái máy này nó có cái gì đó nhẹ nhàng hơn một chút, tươi trẻ hơn một chút, theo đúng cái tinh thần của Honor nhiều hơn. Nhưng mà có lẽ là nếu bạn muốn mong chờ điều đó thì bạn phải mong chờ cái Honor 9 hoặc là Honor 9 Lite. Nói về màn hình thì màn hình của Honor 7X là màn hình 5.93 inch có độ phân giải là Full HD Plus. Thử nghiệm cho thấy thì cái màn hình này có chất lượng rất là cao, mặc dù cái góc nhìn nó không thật xuất sắc nhưng mà cái độ phân giải, cái mức độ chi tiết cũng như là cái màu sắc, cái cách thể hiện của màn hình này nó rất là tốt trong tầm giá. Nó làm cho mình có cảm giác tự tin hơn khi mà chụp hình, bởi vì khi mà mình xem hình trên này hay là đem lên một cái màn hình máy tính xịn để xem thì nó không có sự khác biệt quá lớn và mình có thể tự tin chỉnh sửa ảnh trên cái màn hình này mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nói về hiệu năng thì cái Honor 7X là một cái điện thoại rất là mạnh trong tầm giá, bởi vì nó có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Nó sử dụng con chip Kirin 659 là con chip mà có hiệu năng rất là ổn của Huawei. Nó phải tương đương với lại những con chip sử dụng Snapdragon 625. Về mặt hiệu năng thì con chip này cho chúng ta khoảng 75.000 đến 85.000 điểm AnTuTu, tức là một cái mức điểm rất là ổn trong tầm giá của nó. Thử nghiệm nhanh thì các bạn thấy là ưu điểm của những con chip Kirin là khi mà các bạn chạm vô thì nó phản ứng cực kỳ nhanh và gần như là nó đáp ứng tức thời cái lệnh của chúng ta. Tuy vậy thì khi mà các bạn chơi game hay là khi mà các bạn hoạt động một số ứng dụng nặng thì có thể đôi khi cái máy nó sẽ hơi kém tương thích nhẹ hơn. Nhưng mà nhìn chung thì điện hiệu năng vẫn là điểm mạnh của cái Honor 7X này, đặc biệt là với 4GB RAM. Về mặt camera thì camera ở trên Honor 7X nó khác biệt ở trên Nova AI cũng như là Nightlight, là mặt sau nó có hai camera nhưng mà phía trước chỉ có một camera thôi. Camera phía trước mình không quan tâm lắm, nó có độ phân giải là 8 chấm, nhưng mà camera phía sau thì mình cảm thấy nó rất là tốt trong tầm giá. Camera phía sau chúng ta sẽ có camera chính 16 chấm và camera phụ 2 chấm dùng để xóa phông. Thử nghiệm cho thấy là mình gần như không thể chê bất cứ điểm nào về mặt camera của cái máy này trong tầm giá của nó, đặc kể cả khi so với những máy có tầm giá dưới 9 triệu đồng. Chất lượng hình ảnh hay là đo sáng của cái máy này đều rất là tốt. Chúng ta thấy là đôi khi so với Nova AI thì cái đo sáng nó sẽ hơi tối nhẹ hơn một chút, nhưng mà nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đã quá lớn. Bù lại thì chi tiết ảnh hay là màu sắc thì nó đều được tái hiện khá là tự nhiên. Chỉ có đôi khi bạn sẽ thấy là phần chi tiết được xử lý hơi nhiều, nó là tăng sharpen, nó làm cho hình ảnh nó hơi giả, rất là nhẹ, nhưng mà cái điều đó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá lớn. Ở trên Honor Nightlight thì camera sau có độ phân giải là 13 chấm cộng 2 chấm, thì rõ ràng đối với bạn nào thích hình ảnh chất lượng cao hơn thì cái Honor 7X vẫn là một cái sản phẩm đáng lựa chọn hơn. Nói về phần mềm thì mặc dù cùng sử dụng EMUI nhưng mà cái máy Honor 7X này lại không có một số tính năng mà chúng ta thấy ở trên Nova AI, đó là khả năng nhận diện khuôn mặt. Mặc dù một số nơi mình thấy là có nói máy có nhận diện khuôn mặt, nhưng mà có lẽ cái bản firmware của mình cầm không có, hoặc là Huawei họ không có trang bị tính năng đó thì dù Việt Nam, thì đó là một cái điều hơi đáng tiếc. Ngoài ra thì những cái đặc điểm khác thì vẫn xuất hiện ở trên cái máy này. Và từ trước đến nay thì Honor là một sản xuất khá là chịu khó trong việc cập nhật máy của họ, nên trong tương lai thì cái máy này sẽ có Android 8, còn hiện tại nó đang là Android 7. Cuối cùng về thời lượng pin thì Honor 7X sử dụng viên pin 3340 mAh. Viên pin này có thể nhiều bạn sẽ không nghĩ là nó cao đối với một cái máy mà màn hình 5.93 inch, nhưng mà các bạn nên nhớ là cái máy này có tỷ lệ là 18:9, do đó cái màn hình tương đương của nó so với những cái máy bình thường có lẽ vào khoảng 5.5 inch, và với dung lượng này thì các bạn có thể sử dụng nó khá là ổn trong vòng một ngày từ sáng đến tối. Như vậy các bạn có thể thấy là cái
Honor 7X vẫn là một cái sản phẩm rất là hấp dẫn trong tầm giá của nó, đặc biệt là đối với những ai không cần hai camera để tự sướng ở mặt trước. Máy vẫn có khá là đầy đủ tính năng giống như trên cái Nova Hay. Nếu bạn nào thích những cái gì đó tươi trẻ hơn, nhẹ nhàng hơn và có giá rẻ rất là nhiều thì cái Honor 9Lite là một cái sản phẩm cực kỳ hợp lý. Còn cái máy này là cái máy dành cho những ai cần RAM lớn hơn, cần bộ nhớ trong nhiều hơn, cần một cái gì đó nam tính và mạnh mẽ hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.